vọng mãnh liệt, ý chí thống nhất. Sự hợp nhất không thể chia tách từ thuở các vua hùng của nước. Những ký ức lịch sử sống động vượt qua không gian và thời gian, những sự thật lịch sử lung linh như huyền thoại vượt quá sức tưởng tượng của con người. Nơi huyền thoại bắt đầu, bộ phim tài liệu đậm chất sử thi về cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Anh dũng, bất khuất, bền bỉ, chịu đựng, một lịch sử dữ dội. 15 tập phim Nơi huyền thoại bắt đầu phát sóng lúc 15 giờ, bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm 2013.